ngày 5 tháng 9, Thánh Teresa Calcutta, sinh năm 1910, mất năm 1997. Agnes Gonza Bazahil, sau này là mẹ Teresa, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 ở Skopje, Macedonia, theo huyết tộc Anania. Cha của bé là một thương gia được trọng vọng ở địa phương, qua đời khi bé mới được 8 tuổi, để lại mẹ của bé, một người phụ nữ sốt sắng đạo hạnh, làm nghề thêu thùa như kế sinh nhai cho gia đình. Sau thời gian niên thiếu hết sức tham gia các hoạt động giáo xứ, Agnes đã rời gia đình vào tháng 9 năm 1928 để nhập nữ tu viện Noreto ở Rafanam, Dublin, Ái Nhĩ Lan, nơi cô đã được trở thành thử sinh ngày 12 tháng 10 và mang tên Teresa. Tên của vị thánh quan thầy là Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Thử sinh Agnes đã được nhà dòng Loreto sai đến Ấn Độ, tới Calcutta ngày 6 tháng 1 năm 1929. Khi đến nơi, chị thử sinh này nhập tập viện ở Darjeeling. Chị tập sinh này đã khấn trọn đời như là một sơ dòng Loreto ngày 24 tháng 5 năm 1937 và sau đó sơ được gọi là mẹ Teresa. Trong thời gian sống ở Calcutta vào thập niên 1930 và 1940, sơ đã dạy ở trường trung học đệ nhất cấp Bagani Thánh Mary. Vào ngày 10 tháng 9 năm 1946, trên chuyến xe lửa từ Calcutta đến Darjeeling, mẹ Teresa đã nhận được điều mẹ gọi là ơn gọi trong ơn gọi, một ơn gọi làm phát sinh ra gia đình thừa sai bác ái của các sứ muội, sư huynh, linh mục và cộng tác viên. Nội dung của ơn soi động này được thể hiện nơi mục đích và sứ vụ mẹ phác họa cho cơ cấu mới của mẹ, đó là làm giảm cơn khát vô cùng của Chúa Giêsu trên thập giá vì yêu thương các linh hồn. Bằng việc tận lực hoạt động cho phần rỗi và sự thánh hóa của thành phần nghèo nhất trong các người nghèo. Vào ngày 7 tháng 10 năm 1950, Hội dòng mới thừa sai bác ái được chính thức thành lập như là một tổ chức tu trì đối với Tổng giáo phận Calcutta. Suốt thập niên năm 1950 và 1960, mẹ Teresa đã phát triển công cuộc của Hội dòng thừa sai bác ái cả ở Calcutta lẫn khắp Ấn Quốc. Ngày 1 tháng 2 năm 1965, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 đã ban sắc lệnh khen tặng cho hội dòng này bằng việc nâng hội dòng này lên cấp trực thuộc tòa thánh. Cơ sở đầu tiên được thành lập ngoài Ấn Độ ở Cocorote, Venezuela năm 1965. Hội dòng này lan tới Âu Châu và Phi Châu năm 1968. Từ họ bán thập niên năm 1960 cho đến năm 1980, hội dòng thừa sai bác ái phát triển cả về địa dư khắp thế giới lẫn về nhân số phần tử. Mẹ Teresa đã thành lập những nhà ở Úc, Đại Lợi, ở Trung Đông và Bắc Mỹ Châu, cũng như mở nhà tập đầu tiên ở London ngoài Calcutta. Năm 1979, mẹ được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Cũng trong năm nay, đã có tới 158 cơ sở của hội dòng thừa sai bác ái. Hội dòng thừa sai bác ái lan tới các nước cộng sản vào năm 1979 với một nhà ở Zagreb, Racha và vào năm 1980 một nhà ở Đông Bá Linh. Cứ thế tiếp tục phát triển suốt thập niên 1980 và 1900. Với những nhà ở hầu như tất cả mọi quốc gia cộng sản, kể cả 15 cơ sở Liên Xô trước đây, tuy nhiên cho dù đã nhiều lần cố gắng, mẹ Teresa cũng không thể thiết lập một cơ sở nào ở Trung Hoa. Mẹ Teresa đã nói trước Tổng Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 năm 1985, dịp kỷ niệm thành lập 40 năm của tổ chức này. Vào ngày áp lễ Giáng sinh cùng năm, mẹ đã mở món quà yêu thương ở Nữ Ước, nhà đầu tiên mẹ đã thiết lập cho các bệnh nhân bị chứng liệt kháng AIDS. Những năm sau đó, các nhà khác theo nhau xuất hiện ở Hiệp Trung Quốc cũng như ở các nơi khác, đặc biệt dấn thân cho những ai mắc hội chứng liệt kháng này. Từ cuối thập niên năm 1980 tới hết thập niên năm 1900, mặc dù tăng phát vấn đề sức khỏe, mẹ Teresa cũng du hành khắp thế giới về vấn đề khấn hứa của các tập sinh, vấn đề mở các nhà mới, cũng như vấn đề phục vụ thành phần người nghèo khổ và gặp tai ương hoạn nạn. Những cộng đồng mới được thành lập ở Nam Phi Châu, ở Albania, Cuba và Iraq tàn khốc chiến tranh. Cho đến năm 1997, con số nữ tu lên đến gần 4.000 phần tử và được thiết lập ở hầu hết 600 cơ sở ở 123 quốc gia trên thế giới. Sau một mùa thu đi đến Roma, Nữ Ước và Washington với tình trạng sức khỏe suy sụp, mẹ Teresa trở lại Calcutta vào tháng 7 năm 1997. Vào lúc 9:30 tối ngày 5 tháng 9, mẹ Teresa qua đời ở nhà mẹ của hội dòng. Thân thể của mẹ được chuyển đến nhà thờ Thánh Thomas gần nữ tu viện Loreto, nơi đầu tiên mẹ đã đến Ấn Độ gần 69 năm trước. Hàng trăm ngàn người thuộc tất cả mọi tầng lớp và mọi tôn giáo từ Ấn Độ cũng như ngoại quốc đã tỏ lòng ngưỡng mộ mẹ. Mẹ đã được quốc táng vào ngày thứ Bảy, ngày 13 tháng 9 năm 1997. Thi thể của mẹ đã được rước trên chiếc xe đã từng chở thi thể của Mohandas Gandhi và Jawaharlal Nehru qua các đường phố Calcutta. Các vị tổng thống, thủ tướng, nữ hoàng và các đặc sứ thay mặt quốc gia trên khắp thế giới đã hiện diện trong cuộc lễ an táng của mẹ. Không đầy 2 năm sau ngày qua đời, do sự thánh thiện mà mọi người đã đồng thanh ca ngợi và những báo cáo về các ơn thiêng nhận được qua mẹ,
nên Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã cho phép tiến hành xem xét hồ sơ phong thánh cho mẹ ngày 20 tháng 12 năm 2002. Ngài phê chuẩn sắc lệnh công nhận nhân đức anh hùng và các phép lạ của mẹ. Ngày 19 tháng 10 năm 2003, mẹ được nâng lên hàng chân phước. Mẹ là người được phong chân phước nhanh nhất trong lịch sử giáo hội từ trước đến nay, chỉ 6 năm sau ngày qua đời. Trước mẹ Thánh Gioan Bosco và Thánh Maximilian Kolbe được phong chân phước 30 năm sau ngày qua đời và là những người được phong chân phước nhanh nhất. Ngày 4 tháng 9 năm 2016, Đức Giáo hoàng Francisco đã chủ sự thánh lễ tuyên thánh cho mẹ.